phát triển boxing nhà nghề tại Việt Nam đối mặt những thách thức nào? Dù bộ môn boxing đã phát triển ở Việt Nam từ khá lâu, nhưng hình thức tổ chức các trận đấu quyền anh nhà nghề vẫn là con đường còn chưa được khai thác triệt để. Thế nào là amateur boxing, boxing nghiệp dư và pro boxing hay boxing chuyên nghiệp? Đầu tiên, cần làm rõ sự khác biệt về định nghĩa của hai khái niệm này. Boxing nghiệp dư hay boxing nhà nghề không hoàn toàn nói về trình độ của các võ sĩ đang thi đấu trong hai hệ thống. Sự khác biệt lớn nhất là luật thi đấu, hệ thống tổ chức giải, quảng bá các trận đấu và quản lý võ sĩ. Với boxing nghiệp dư, các võ sĩ trực thuộc những đội tuyển, câu lạc bộ địa phương, quốc gia, thi đấu các giải thuộc hệ thống quốc gia. Ở Việt Nam, các võ sĩ tham gia các giải đấu do Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam hay VBF tổ chức. Ở đấu trường quốc tế, các võ sĩ đại diện các quốc gia tham dự những giải đấu do Hiệp hội Boxing Quốc tế IBA hoặc hệ thống của Olympic. Các trận đấu kéo dài 3 hiệp 3 phút đối với nam và 3 hiệp 2 phút đối với nữ. Với boxing nhà nghề, các võ sĩ tập luyện tự do ở các câu lạc bộ tư nhân và do các đơn vị, các công ty quảng bá quản lý. Những đơn vị này có trách nhiệm tìm kiếm, tổ chức, kinh doanh các trận đấu thay vì đơn thuần đưa võ sĩ tham gia các giải đấu định kỳ có sẵn như hệ thống nghiệp dư. Để được gọi là một trận đấu chuyên nghiệp, các cuộc so tài phải đặt dưới sự giám sát của các tổ chức có khả năng công nhận thành tích chuyên nghiệp trên thế giới. Sự giám sát này dựa trên điều lệ và luật thi đấu đã được định rõ trong điều lệ hoạt động của các tổ chức trên. Luật thi đấu boxing nhà nghề có thời gian một hiệp đấu cho nam, nữ tương tự với luật nghiệp dư. Tuy nhiên, các trận đấu yêu cầu tối thiểu từ 4 hiệp tới tối đa 10 hiệp với nữ và 12 hiệp đối với nam ở các trận tranh đài thế giới. Vấn đề đào tạo võ sĩ boxing nhà nghề tại Việt Nam. Từ những thông tin trên có thể thấy, hiện tại ở Việt Nam vẫn chưa có tổ chức, đơn vị nào đảm nhận việc ban hành điều lệ thi đấu chuyên nghiệp cho các võ sĩ. Cơ quan cao nhất được cấp phép tổ chức các sự kiện boxing là Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam, hiện cũng chưa ban hành điều lệ thi đấu chuyên nghiệp có sự công nhận của các tổ chức trên thế giới. Đây có thể xem là một hạn chế với các võ sĩ có tham vọng tiến lên chuyên nghiệp ở Việt Nam. Ở góc độ tư nhân, hiện đã có một số công ty đào tạo, quản lý đang hoạt động tại Việt Nam như VSP, Cocky Buffalo, Saigon Sport Club hay Trigger Boxing đã thực hiện đưa võ sĩ thi đấu dưới hệ thống chuyên nghiệp của một số tổ chức lớn như WBC, WBA, WBO hay IBF. Tuy nhiên, các sự kiện thi đấu hiện tại vẫn đang tổ chức nhỏ lẻ, chưa định kỳ và thường phục vụ một số lượng nhỏ các võ sĩ hoạt động ở những đơn vị trên. So sánh với các cường quốc trong khu vực như Thái Lan hay Philippines, có thể thấy Việt Nam đang bị bỏ lại khá xa về hệ thống phát triển boxing chuyên nghiệp. Tại Philippines, boxing chuyên nghiệp bắt đầu nở rộ từ thế kỷ 20. Vào năm 1954, Philippines cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc thành lập Liên đoàn Quyền Anh Phương Đông, sau này đổi tên thành Liên đoàn Quyền Anh Phương Đông và Thái Bình Dương. Vào năm 1963, Philippines cũng là một trong 11 nước thành viên sáng lập WBC, Hội đồng Quyền Anh Thế giới, tổ chức lâu đời và danh giá nhất của làng boxing chuyên nghiệp. Tương tự với Thái Lan, do có sự hậu thuẫn của thị trường Mỹ, boxing chuyên nghiệp sớm được phát triển ở đất nước Chùa Vàng khi WBC, WBA tham gia tích cực vào các hoạt động quảng bá của boxing nhà nghề. Thái Lan đã có những nhà vô địch chuyên nghiệp nổi tiếng như Khao Say Galaxy, Samas Payakarun hay Dan Julafan. Từ những ví dụ của các cường quốc trong khu vực như Thái Lan, Philippines, cơ hội tiến lên chuyên nghiệp của boxing Việt Nam vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào tầm nhìn của những tổ chức quản lý, các đơn vị quảng bá hay còn được gọi là promoter, và đặc biệt là ý thức phát triển nghề nghiệp của các tay đấm. Trong đó, vấn đề tạo mối liên kết, tổ chức các trận đấu có được sự công nhận của các tổ chức uy tín trên thế giới là điều vô cùng cần thiết.